Hello tất cả mọi người, hôm nay là ngày 18 tháng 10. Kính chúc tất cả mọi người một cái ngày mới, một ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hôm nay em về chỉ có một thùng than đất này thôi nha mọi người nha. Hình như là 12 bé. 12 bé than đất nha mọi người. Chim bữa nay là không có nhiều do là ảnh hưởng bị bão nha mọi người nha. Bão và áp thấp nhiệt đới cho nên là chim nó không có nhiều. Đây, bé than đất đầu tiên, rất là dài và đẹp ha. Rồi em sẽ ra cái anh để ý giúp em ha. Những cái hộp như thế này thì 1 2 3 4. Một cái hộp này của em là nó khoảng chừng 20 bé. Đó thì sẽ để từ trái qua phải và từ trên xuống dưới ha. Đây là bé đầu tiên nha mọi người nha. Bé than đất đầu tiên, chim rất là đẹp luôn. Chim này thì giá nó chỉ 100 ngàn nha mọi người nha. 100 ngàn một bé. Bán mặc dù là đang trong cái thời buổi dịch nhưng mà giá không thay đổi, vẫn bình ổn giá ha. Từ năm ngoái đến năm nay không có gì thay đổi hết. 2 năm trước cũng vậy luôn. Bây giờ 2 năm rồi, 3 năm rồi cũng vậy luôn, cũng 100 ngàn một bé ha. Than đất này chim này chim mép mà nó lên bổi hết rồi nha mọi người nha. Đó. Rồi hai bé rồi. Đợi em chút xíu nữa, em cũng quên cái vụ cám này nè. Em giới thiệu cám này cho các anh ha. Đây, cái cám này là cám dạng bột nha mọi người nha. Cám này thì dành cho than đất nè, sâu đồ đỏ nè, huyết cô nè, chòe than nè, chòe lửa nè. Đó, cám này thì các anh nuôi chim các anh tập cám cho nó ăn rất là dễ ha. Nó sẽ rất là mau ăn cám. Đó, cái cám đó đó. Thì cái giá cám là 120 ngàn một ký nha mọi người nha. Hôm bữa dịch đó là em đi mua trứng mà dạng như trứng người ta canh ký á. Nó không có, phải mua trứng nguyên về làm thì cái giá nó là 130. Còn bữa nay là cái trứng rẻ nó có rồi cho nên là giá nó đao xuống là còn 120 ngàn ký đó, vẫn như mọi năm ha. Wow. Bé này bé thứ ba nha. Có 5 cọng lông. Chim này quên đó, quên giới thiệu với mọi người ha. Chim này lông phèn ha, lông nó vẫn còn phèn ha. Nè, lông nó trắng 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 hay là chim này không biết nó có đột biến không mà thấy lông cánh nó trắng trắng. Để bé thứ ba. Ba bé rồi. Dạ em nhắc lại nha, than đất này giá 100 ngàn cho mọi người nha. Cái ngày tháng và cái ngày tháng em để bên cái góc trái phía trên màn hình nha mọi người nha. Còn số điện thoại và địa chỉ thì em sẽ để ở bên dưới cái màn hình. Đó, lúc nào mà anh em nào gọi không được là lúc đó em đã hết chim cho nên em khóa máy ha. Do là một ngày nếu mà em mở điện thoại lên mà em không tắt máy á, có rất là nhiều người gọi hỏi mà chim á thì nó rất là ít, nó hết sớm đó. Cho nên là khi mà mấy anh gọi điện thoại cho em không được là lúc đó em đã hết chim nha. Rồi bé này là bé thứ tư nha mọi người nha. Mới xong đại bàng về nhà nó la dữ quá. Hôm nay chỉ có đúng 12 bé than đất thôi. Không có. Ý, chút xíu hoài. Bên than đất thì nhanh lắm nha mọi người nha. Đó, anh em mua anh em chịu khó cẩn thận nha. Rất là nhanh. Đây là bé thứ 5. Ồ, cái tách trắng của nó rất là nhiều luôn nè. Ồ, hôm qua hôm kia gì có anh trai anh tới nhà anh mua. Mà trước khi á mà anh mua á, trong cái clip em quay em cũng nói rồi ha. Rồi tới khi anh đến anh mua em cũng nói kỹ luôn rồi. Là những cái dòng than đất này nó rất là nhanh. Đó, mấy anh thấy anh chim
thả trong hộc như thế này nè, thả trong hộc đang đứng như thế này nè, mấy anh tưởng đâu chắc chim nó là sao. Mấy anh mở cửa lên giống như bên này nè, mở cửa lên lấy tay thọt thọt, vừa thọt con chim làm cái vùng cái rồi xong, mất 100.000 vô lý. Mà trong khi đó mình đã dặn trước rồi. Bé này, bé này cánh trắng nè mọi người, đây nè, lông phèn á. Rồi bé này còn lông phèn quá trời luôn. Bé này bé thứ 6 nha. Đó, cho nên là anh em nào mà mua than đất này nè, các anh xem cứ đùn, cứ xem bình tĩnh, cứ xem từ từ và xem cho kỹ nha, chứ đừng có giống như cái anh mà em mới kể chuyện đó, mở cửa ra thọt thọt cái ngón tay vô là làm cái vụ này nè, nó rất là nhanh. Ôi, bé này là bé thứ 7, bé này bé thứ 7 nha. Bé này nhỏ xíu con đã ha, nhỏ con dài đòn. Than đất á, thì các anh lựa những cái bé nào mà nó nhỏ con mà nó dài đòn á, thì khi mà mình nuôi mà nó chơi rồi á, thì nó sẽ rất là đẹp ha. Rồi. Rồi, 7 bé rồi. Bé thứ 8 ha. Ôi, lông phèn rất là nhiều ha. 8 bé. Bé này bé thứ 9. Wow. Rồi bé thứ 10 ha. Đây, bé thứ 10. Rồi bé này bé cuối cùng, bé thứ 11, bé cuối cùng nha mọi người. Rồi hết rồi mọi người ơi, có 11 bé thôi, em tưởng nó là 12. Rồi em nhắc lại ha, than đất này nè. Đó, cái anh lựa ha, từ trái qua phải rồi từ trên xuống dưới theo cái thứ tự 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Đó, 11 bé và giá là 100.000 một bé. Chim bán giá tại cái địa chỉ em để bên dưới cái màn hình, không bao ship. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, nếu mà anh em nào ở tỉnh mua than đất thì mua giúp em chắc phải 4 bé em mới ship ra bến xe được ha. Thì các cái xe hiện nay là người ta đã chạy lại rồi ha, nói chung là cũng có, phải nói là ít xe chạy lại chứ không phải, cũng có ít xe đã chạy lại rồi ha. Rồi còn cám này thì giá là 120.000 một ký nha mọi người nha, một ký nha, cám dạng bột. Rồi, để đây. Rồi. Rồi bye bye, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video tiếp theo.